Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Phục sinh 2021, huyện Văn Yên đã thành lập 6 đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và các giáo dân trên địa bàn. Tại các cơ sở tôn giáo, lãnh đạo huyện Văn Yên đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến các chức sắc, chức việc cùng đồng bào giáo dân đón một mùa Phục sinh vui tươi và hạnh phúc. Đồng thời đề nghị các giáo xứ, hội thánh Tin lành tích cực tuyên truyền đến toàn thể giáo dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đồng hành cùng địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng huyện Văn Yên ngày càng phát triển. Đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 10 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận Thành ủy Yên Bái phối hợp với phường Đồng Tâm tổ chức ngày thứ bảy cùng dân và ngày Chủ nhật xanh tại khu vực tổ nhân dân số 6. Tại khu vực tổ nhân dân số 6 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, trên 100 cán bộ hội viên, các tổ chức đoàn thể, Ban Dân vận Thành ủy Yên Bái, cán bộ, công chức, lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phường Đồng Tâm và nhân dân tổ 6 đã chỉnh trang phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường trên 500 mét đường, đồng thời tổ chức gia cố các tấm đan, nắp cống thoát nước trên các tuyến đường đã bị hư hỏng, trồng hoa, cây cảnh hai bên tuyến đường tạo cảnh quan văn minh đô thị. Việc duy trì hoạt động ngày thứ bảy cùng dân và ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm cộng đồng của cán bộ, viên chức, công chức, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng địa phương xanh, bản sắc, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, thiên tai đã làm 1 người chết, 6 người bị thương, 178 nhà bị tốc mái, hơn 4 hecta hoa màu bị thiệt hại, có 8 công trình giao thông bị hư hỏng cùng hàng chục con gia súc bị chết rét. Ước tính tổng thiệt hại là trên 6 tỷ đồng. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản do thiên tai gây ra, năm 2021, Ban chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả, kết hợp với khôi phục và nâng cấp, bảo đảm ổn định bền vững. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đôn đốc kiểm tra các ngành, các xã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn để nâng cao ý thức, chủ động cho công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Trong quý 2, 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 3.147 ha rừng, góp phần hoàn thành mục tiêu 6 tháng đầu năm toàn tỉnh trồng mới đạt gần 78% kế hoạch. Phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững không chỉ tạo việc làm và thu nhập cho người dân mà còn góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân hè để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, rà soát diện tích đất trồng rừng vụ thu. Cùng với đó, thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC, thực hiện tốt công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng và rà soát để chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Qua đó duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 63%. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nên thời gian qua, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu hút được trên 60 dự án với tổng số vốn đăng ký là trên 11.800 tỷ đồng. Đến nay đã có gần 30 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách bền vững cho tỉnh. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập được miễn phí môn bài trong năm đầu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, hỗ trợ tiếp cận tín dụng với nhiều gói vay ưu đãi và thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp được vay vốn miễn giảm lãi suất, cơ cấu lại thời gian trả nợ. Đến nay các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết hỗ trợ vốn vay cho trên 1.000 khách hàng với dư nợ trên 8.400 tỷ đồng, cam kết giảm lãi suất cho trên 7.300 khách hàng với dư nợ là trên 6.200 tỷ đồng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm điều kiện để phát triển sản xuất. Với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ văn hóa xã hội của vùng, hiện tỉnh đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị với nhiều giải pháp cụ thể. Hiện nay tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Yên Bái đạt trung bình trên 20%. Toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó thành phố Yên Bái là đô thị loại 3, thị xã Nghi Lộ là đô thị loại 4 và 10 đô thị loại 5. Để đạt mục tiêu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa trung bình 26-28%, toàn tỉnh có 22 đô thị, tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên đầu tư về hạ tầng giao thông, hệ thống cấp điện, nước, thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, cũng như xây dựng các trung tâm văn hóa thể dục thể thao, hệ thống y tế, trung tâm thương mại dịch vụ nhằm đảm bảo tính kết nối và phù hợp với từng vùng.
Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển các dịch vụ công, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư phát triển đô thị và trung tâm vùng kinh tế động lực làm khâu đột phá. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn theo dõi quản lý địa bàn. Hiện nay, huyện Văn Chấn đã cấp 19 giấy phép khai thác khoáng sản cho 17 doanh nghiệp với tổng diện tích 250 ha, 3 giấy phép thăm dò khoáng sản với diện tích trên 223 ha. Để quản lý tốt hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã thị trấn tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ, nhất là đối với hoạt động khai thác, tận thu đất, đá, cát, sỏi. Đồng thời chú trọng kiểm tra thực địa, đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản. Huyện cũng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái phấn đấu công nhận thêm 88 trường, nâng tổng số trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia lên 333, đạt trên 75%. Trong đó có 121 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 102 trường tiểu học và trung học cơ sở, 46 trường trung học cơ sở và 20 trường trung học phổ thông. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp chỉ đạo hiệu trưởng các trường, rà soát về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn, đồng thời bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học và trang thiết bị dạy học. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích tình nguyện, thời gian qua các công trình phần việc của tuổi trẻ Yên Bái luôn thể hiện vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng, qua đó tích cực góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ, hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Trạm Tấu đã ra quân trồng 1.000 cây hoa đào tại tuyến đường lên tròm Cu Vai, thôn Háng C, xã Sa Hồ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cảnh quan và môi trường sống cho người dân địa phương. Đoàn viên ở đây rất nhiệt tình, hăng hái để góp công góp sức để xây dựng cảnh quan môi trường ở trên thôn này. Có thanh niên do tỉnh đoàn phát động để đến trồng cây cho bản Cô Vay, chúng tôi thì rất là xúc động, rất là cảm ơn. Và rất là vui là được trồng cây đào tạo cảnh quan đẹp. Một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Văn Chấn trong thời gian qua là gần 400 đoàn viên thanh niên trong huyện đã tham gia mở mới 1 km tuyến đường nối thôn Quan 1 với thôn Quan 2, xã Bình Thuận. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hàng chục hộ dân ở khu vực được đi lại an toàn, thuận lợi hơn. Các hoạt động vì cộng sống cộng đồng của tuổi trẻ xã Bình Thuận cùng với tuổi trẻ huyện Văn Chấn thì Đảng ủy đánh giá rất là cao trong công tác tham mưu, đó là thu hút tập hợp được đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động thiết thực như làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân tu sửa nhà ở. Thực hiện chuỗi công trình thắp sáng đường quê, đoàn thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đã tích cực vận động nguồn kinh phí, kêu gọi sự ủng hộ của bà con nhân dân và huy động đông đảo đoàn viên thanh niên cùng đóng góp công sức. Nhờ đó, hàng chục km đường điện đã hoàn thành, không chỉ giúp cho giao thông đi lại thuận lợi mà còn góp phần bảo vệ an ninh trật tự các khu dân cư. Bà con nhân dân thôn Đăng Thọ đã nhiệt liệt hưởng ứng vì thấy đây là một trong những công việc làm hết sức có ý nghĩa, đảm bảo được cái nguồn sáng cho bà con nhân dân, đảm bảo được an ninh trật tự và giúp ích cho bà con nhân dân ở trong thôn đi lại thuận tiện. Thế rồi là các cháu học sinh đi học về buổi tối, anh em công nhân thực hiện đi làm ca làm kíp về buổi tối đi lại rất là thuận lợi. Trong tháng thanh niên năm 2021 vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được trên 600 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Màu áo xanh tình nguyện, sự tiên phong linh hoạt, sáng tạo của tuổi trẻ Yên Bái đã xuất hiện ở hầu hết những nơi gian khó nhất của quê hương, góp phần cùng các cấp các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày thêm giàu đẹp.